Vâng, và xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Bẩm Audio. Thì ngày hôm nay thì em em xin hướng dẫn các bác một chút, một cái thao tác mà rất nhiều các bác đã mua sản phẩm bên em nhưng mà về gặp vướng mắc trong quá trình sử dụng. Thì ngày hôm nay thì em sẽ hướng dẫn các bác cách chuyển đổi ngôn ngữ từ tiếng Nhật sang tiếng Anh. Thật ra thì cái hướng dẫn này đã có một số bên người ta hướng dẫn rồi nhưng mà do là ở bên kênh YouTube của em chưa có, các bác cũng đang tìm kiếm cái hướng dẫn đó thì em làm lại thôi. Đó, thứ nhất chúng ta sẽ dùng cái điều khiển zin đây, chúng ta có khiển khiển zin nhá. Đó, trên khiển zin này các bác có một cái nút nút setup. Đây em sẽ cho các bác nhìn rõ nhá. Đây nút setup vậy. Đó, thì chúng ta sẽ bấm vào setup này, đó nó sẽ hiện ra cái phần tiếng Nhật này. Thì đó, trên màn hình sẽ hiển thị là có bốn dòng này, thì các bác sẽ kéo sang dòng thứ hai, chọn nút đây lên lên xuống ở trên điều khiển này, lên xuống đây, có nhìn chưa? Xuống thứ hai, một này, xuống hai, hai đó. Sau các bác bấm Enter, Enter rồi. Sau các bác chọn phần dòng thứ tư đó là Language, tức là từ dòng số 1 này. Đối với những bác mà không 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 dành, các bác chọn dòng số 1, từ dòng số 1. Kéo dòng thứ tư phần phần Language là ngôn ngữ đó. Đây, một này, hai này, ba này, bốn này, ấn trên điều khiển ấn xuống đó. Sau đó chúng ta sẽ chọn Enter, Enter đó thì đâu chế độ tiếng Nhật đây, chúng ta chuyển tiếng Anh, ấn OK nghe được đó. Rất đơn giản đúng không ạ? Chỉ cần vào phần em sẽ làm lại một lần nữa cho các bác để các bác hướng dẫn rõ nhá. Em sẽ làm nhanh một chút. Đây, trước tiên là vào phần ở phần chế độ màn hình, chế độ như này đó, các bác bấm setup ở điện thoại, trên điều khiển này bấm setup, sau đó ấn chọn dòng thứ hai đây, dòng thứ hai rồi ấn enter ở dòng thứ hai đó, sau đó sẽ ra cái phần language là ngôn ngữ, một hai ba bốn ở dòng thứ tư đó, bấm enter vào đó và sau đó chúng ta bấm lên trên này, lên chọn English. OK, đó rất đơn giản rồi đúng không ạ? Thì cái phần hướng dẫn của em chỉ ngắn như thế thôi. Thì hẹn các bác trong những cái clip tiếp theo mà chúng ta sẽ có thể đi sâu và đào sâu nghiên cứu hơn những sản phẩm này. Em sẽ chi tiết hơn những sản phẩm này trong những cái video tiếp theo. Xin cảm ơn và chào các bác.